Mới đây, huyện đoàn Văn Giang phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện triển khai vẽ con đường bích họa tại xã Mễ Sở trên đoạn đường kéo dài hơn 200 mét với diện tích khoảng 3.000 mét vuông. Huyện đoàn Văn Giang đã huy động 10 đoàn viên thanh niên cùng làm con đường bích họa trong thời gian 10 ngày với hàng trăm ngày công và đã vẽ xong trên 20 bức tranh bích họa với nhiều nội dung phong phú, trong đó trọng tâm là những bức tranh cổ động tuyên truyền về việc xây dựng nông thôn mới. Với mong muốn mọi người cùng chung tay góp sức làm đẹp cho quê hương, Văn Giang đã tạo nên điểm nhấn mới cho cảnh quan trong khu vực. Mỗi bức tranh có nội dung khác nhau nhưng đều mang ý nghĩa tuyên truyền về lịch sử quê hương và hành trình nhân dân đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới. Công trình này tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và khuyến khích nhân dân chung tay giữ gìn, bảo vệ cảnh quan địa phương.